Bộ Y tế cho biết từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Đây là loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng đảm bảo an toàn cho trẻ em, chỉ định tiêm cho người 12 tuổi trở lên. Hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 từ 95% đến 100% sau khi tiêm liều thứ hai khoảng 7 ngày. Trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương triển khai tập huấn cho 63 tỉnh, thành phố. Đối với chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, sẽ triển khai từ lứa tuổi cao xuống lứa tuổi thấp dần.